Đây là cái cây cũ của mình. Dạ, yeah, nó cũng còn rất là đẹp đây. Dạ. Yeah. Và mình sẽ thanh lý nó và mình thay cái cây khác. Nó hơi kỳ nhưng mà cái này mình cũng không thích lắm. Mình có cái cây mình yêu thích rồi. Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Giao Heo. Và hôm nay mình có đèn ống ở đây này. Etholux. Đây nó nha. To cho bá lửa luôn. Nhìn đây. Hôm nay mình sẽ unbox cái cây mới của mình, cái cây máy tính mới của mình. Đầu tiên chúng ta có một cái hộp. Đây, hộp của Etho. Phiên bản của mình là màu gray nha. Màu xám. Cảm ơn vì đã chọn Fantech. Oh yeah. Chúng ta có một tờ hướng dẫn sử dụng. Và một hồi nữa chúng ta sẽ xem trong đây có cái gì nha. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Bỏ ra. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bao của Fantech. Vâng, cái bao rất là to và đen. Nó có thể đựng cả xác người các bạn ạ. À. Ok, bỏ kê cạc của mình qua một bên. Rồi, bên trong chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn của Etholux. Yeah, rất là nhiều nội dung nha các bạn. Đủ thứ trò độ chế trong này luôn. Các bạn hãy coi và tham khảo cái mẫu này nhé. Và đây chúng ta có một cái khay. Cái khay này chúng ta có thể thay chung với cái ô phần nguồn kia để chúng ta có thể gắn một cái main mới. Hoặc là chúng ta gắn cạc dựng ở đây. Ok luôn. Rồi bên trong chúng ta sẽ có, đó chính là đây là những cái khe để chúng ta gắn ổ cứng HDD ha các bạn ha. Và chúng ta có thể xếp chồng nó lên với nhau. Đó, chúng ta có 4 cái khay ổ cứng. À. Và ở trong này chúng ta lại có thêm những cái phe khác nữa để che chắn cho cái khớp bên này chúng ta gắn vào để che bụi ha, che côn trùng vào. Vậy là toàn bộ cái bộ phụ kiện trong cái hộp phụ kiện của Fantech ha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ nó qua một bên. Mở kính ra và đây là bên trong của Fantech Lux 2. À, chúng ta có những cái miếng xốp ở đây, chà, rất là kỹ ha. Ở dưới đây chúng ta có thể chứa nguồn hoặc một cái men y tế thôi các bạn. Ở phía trên là men ATS. Bên đây là đựng các cái ổ cứng SSD hoặc các bạn có thể gỡ ra để gắn quạt. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 cái quạt ha. Bạn còn hai con ốc phía sau ra chúng ta sẽ mở ra được cái nắp mặt trên. Thiết kế rất là giống xương cá vậy. Và trên chúng ta có một miếng lưới lọc thôi các bạn. Ok, cái khay này nó là dạng kim loại magie, giống chắc nó giống cái kiểu vỏ của laptop VGS Imperium đó các bạn. Rất là mát hơn. Và cái cơ chế chúng ta mở cái nắp này ra cũng rất là dễ luôn. Chúng ta chỉ có việc là đần nó lên là có thể lấy ra được rồi. Yeah, cũng hình xương cá luôn. Chúng ta kéo lên, mở ra là chúng ta có thêm một tấm lưới lọc nữa. Lại thêm một tấm lưới lọc là chúng ta đã có hai tấm lưới lọc rồi các bạn. Nó được dính bằng 500 luôn. Cái cây này không ngoa khi nó chống bụi tuyệt vời. Nó ở phía mặt dưới chúng ta cũng có thêm một cái khay chống bụi nữa.
Ở phía mặt sau này chúng ta có một cái tấm kính cường lực nhỏ ở đây để khoe cái SSD. Nếu như các bạn có SSD mà chạy LED màu á thì các bạn có thể để đây rất là đẹp. Bên hông nó là cái khoang để chứa quạt cũng như là tản nhiệt cho case. Rồi mở nắp case ra chúng ta lại có thêm một tấm màn lọc nữa ngay đây, và ngay phần ổ cứng cũng có thêm một tấm màn lọc luôn. Với cái case này chúng ta có thể đi dây và giấu dây rất là dễ dàng với một cái nắp ốp như thế này. Mở ra rất là đơn giản và nó có thể che hết tất cả các loại dây các bạn nhét ở phía dưới này ha. Rất là tiện lợi luôn. Đây phía sau mình có nói đây có hai bên chúng ta bắt nguồn ha. Còn nếu chúng ta không bắt nguồn bắt main bên đây. Ở đây là các cái khe dựng cạc ha, chúng ta có thể dựng cạc đứng luôn. Và ở dưới đây chúng ta có thể dựng cả hai con cạc dựng đứng luôn. Ở mặt trước chúng ta có bốn khe USB 3.0. Hai cái nút, một cái nút chỉnh LED, một cái nút chỉnh hiệu ứng LED và một nút reset. Ở phía dưới chúng ta có một cái cổng sạc USB Type-C ha, jack mic và jack loa. Và cái tổng quan của cái mẫu K-Fantech Entho Lock 2 là như vậy. Nó làm bằng kim loại, nó thiết kế vuông vức rất là yên lặng, nó chống bụi gần như tuyệt đối, nó rộng, thoáng và các bạn có thể tha hồ tùy biến với cái mẫu cây này. Tuy nhiên thì với cái cây này thì chắc chắn là bạn nên đi nước custom, nó sẽ rất là đẹp hơn. Còn mình thì mình không rồi. Ok, anh em thích cái mẫu case này thì anh em có thể like và share nó với bạn bè để cho mọi người cùng nhau biết tới cái mẫu case này nhá. Anh em thấy video này hay thì hãy subscribe cho mình để mình có thêm động lực để làm ra những cái video khác rồi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Mình là Giao Heo và đây là video của Giao Heo Channel. Xin chào, bye bye.